Rồi, bài 3B, ngữ pháp về danh từ đếm được, danh từ không đếm được, trang 29, sách bài tập. Cờ đếm được, u không đếm được, cờ là countable noun và u là uncountable noun. Giờ điền luôn những cái ô này, bài số 1 ha. Một quả cà chua, hai quả cà chua. Táo đếm được không? Một quả táo, hai quả táo đếm được. Ghi chữ Được. cờ. Sữa Không. u, mật ong u, cà chua cờ, nước u, cơm u. Rồi bánh quy Đếm cờ, được. thịt Không. u, cà rốt cờ, bánh mì u, dâu tây cờ, trà u. Rồi bài dưới, một thanh sô cô la mình xài từ nào? Đúng rồi, khoan vào, còn bát là cái túi cái giỏ. Một chai màu tạt, đây là chai, chai là bottle, còn lót là ổ, mình dành cho ổ bánh mì thôi. Biết rồi, gói là packet. một cái hộp nước ép carton, một lon cola kìa, bầu bầu là tô chén, can là lon. Rồi trong bài dưới nói nè, ở ăn Samani chú ý này, some sử dụng trong câu khẳng định, any sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn, nhớ chưa, dạy rồi nhá. Rồi đây là câu gì, có chữ dấu chấm hỏi là câu gì, câu nghi vấn, thì sách sẵn sàng any rồi, khoan vô phân tích là ra. Rồi isn't là câu phủ định này, và some phủ định và sách sẵn, some là sẽ khẳng định, phủ định là sai gì, phủ định là sẽ any, phủ định nghi vấn sẽ any, học thuộc câu câu thần chú đấy chứ. Rồi good you like phải xài xăm cho cô. Good you like là câu đề nghị, xăm mặc dù có dấu chấm hỏi nhưng mà là câu đề nghị. Can you give me bây giờ nhá, trứng có số nhiều chưa? Dạ rồi. Có xài ờ cho số nhiều không? Không. Đây nhiều quả trứng đâu có xài ờ được, ờ là một mà, cho nên xài xăm. Câu 4 á, xài xăm, đây là câu đề nghị, lời mời đề nghị, cho nên các bạn phải xài xăm. Rồi câu số 5 là câu phủ định nè, not nè, thấy not trong câu chưa? Any. Rồi any. Câu số 6 là câu khẳng định nè, thấy dấu chấm đầu và cuối câu chưa? Mà không có not mà có dấu chấm cuối câu thì chắc chắn là sai. Xong rồi. Any. Trời ơi, thằng này, thằng này. Không, đi ra. Hỏng máy của tôi, vào đây để mà. Thấy chưa, thằng quỷ nè, ăn tàn phá hại. Rồi en, quả táo là sẽ ẩn. Rồi tiếp theo, can I have là câu lời mời đề nghị sai xăm, nói biết rồi. Tiếp theo lại câu đề nghị khẳng định, khẳng định xăm. Tiếp theo câu nghi vấn. Rồi cứ phân tích ra là ra. Bài bên đi, nhanh được về. Rồi điền nha, ghi vô nè, ghi mấy cái này vô để hiểu này. A lot of, a lot of dịch là nhiều này, đừng có cho cái bút vào máy tôi, đừng, ở đấy tôi lấy khăn ướt bị bạ không sát kêu mà không cần. Any với some là biết rồi nè, mớt many là nhiều nè, mớt cộng với danh từ gì đến được, không đến được, không đến được, many đến được. Ừ, rồi điền đi, ngồi xe sang, đừng có vậy gần cái máy tính. I have got milk. Bây giờ điền này, bạn có sữa không? Là any. Điền any vào. Bạn có sữa không? Có. Có nhiều trong tủ lạnh, bạn cần bao nhiêu? Bây giờ sữa không nắm được. Ở đây các bạn có thể xài gì? Xài a lot of nè. A lot of. Hoặc là lots of đều được. Hoặc các bạn xài must. Chưa? Rồi câu tiếp theo, how much, bạn cần bao nhiêu là how much, và sữa không đếm được sao how much nhá. Bài dưới, đường không đếm được, how gì, how much, bạn cần bao nhiêu đường, không nhiều lắm, đường không đếm được xài not much luôn, not much. Rồi có một cái bánh táo, bạn có muốn không? Gì, bánh táo, bánh táo đếm được không? Không. Bánh táo, bánh táo đếm được. Để ẩn apple. Ẩn. Có ẩn đâu cô? Không có ẩn hả? Chờ xíu. Mình đi. Từ 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 từ. Rồi. Từ.
Câu 3 là dùng. Câu gì? Nào, câu 3 nè. Some a lot of lots of viết vào 3 cách. Có một số câu có nhiều cách nhá, viết vào. Some. Mình viết nhiều vào, some a lot of lots of nhi nhiều cách vào. Do you want some? Bạn cần một ít không? No thanks, would you like some grace? Some nè. Xong rồi. Lots of hoặc là a lot of, hai cách. Lots. Chỗ này lots of. Lots. Lots of. Một xe vào coi vướng quá. Rồi, a lot of. Rồi, cà chua đếm không? How many? Viết vào. How many? Bà, chúng ta cần bao nhiêu cà chua cho cái món sandwich? Cà chua đang số nhiều thì chúng ta đang xài many, xài bên dưới xài many luôn. À, không nhiều lắm, chỉ hai trái thôi, chúng ta cần thêm bơ nữa. Bơ nó sao? Bơ bơ. Xăm. À, chúng ta cần một ít bơ, không còn tí nào trong tủ lạnh hết, xài gì đây? Không còn trong tủ lạnh. Là câu khẳng định. Từ từ từ. Ở đây nó không cho mình xài any. Thì mình có thể là chúng ta cần nhiều bơ này thôi, chỗ này thêm làm giống người ta đi. Lot of. Trở lại. Lot of. Ủa. Rồi, chỗ này mớt với any. Mớt hoặc any. A lot of butter. Rồi, tiếp theo. Câu số 5 này, sang câu số 5 là any, many và some. À, bạn ở đó còn cả khoai tây không? Not many. Chúng ta cần mua một ít. Rồi, viết câu 5 đi. Câu nghi vấn nó sẽ any. Nha. Không nhiều lắm là not many. Và mua thêm một ít là xài some. Được chưa? Ở đây nó có any mà nè. Rồi. Không có ở ẩn thôi gì. Được chưa? Câu 6 đi. Tôi muốn làm một cái bánh một cái gì trứng chiên nhưng mà không còn trứng. Ở đây câu phủ định xài gì? Hả? Xài any. Đúng không? Không còn trứng nè. Rồi không còn tiêu luôn là any tiếp, lại câu phủ định any tiếp. Trứng, bạn cần bao nhiêu trứng là xài how many bởi vì trứng đếm được. Ok. Đủ chưa? Rồi.